Má, thằng Nhân về chơi nè. Dạ ngoại. Ủa, anh hai. Anh hai. Nghĩa. Ủa, nhà mình có khách hả ngoại? Yến qua nhà ăn cơm với ngoại đó. Em chào anh, em là Yến. Em là nhân viên công ty anh Nghĩa. Em ở trọ gần kế bên nè. Chào em. Yến qua ăn cơm với bà ngoại đó anh hai. Má nè, thằng Nhân về chơi, sẵn mời đám cưới nhà mình luôn đó má. Có chuyện gì hay sao mà con kêu con Yến nó về vậy? Dạ, tại con nghĩ nhà mình nói chuyện về đám cưới của thằng Nhân không thích hợp với người lạ. Anh hai, có chuyện gì sao anh hai? Người anh cưới là Hương. Con Hương sao? Con xin lỗi tất cả mọi người. Nè Nhân, mẹ biết con đang nghĩ gì. Dù sao á, chuyện của thằng Nghĩa với con Hương cũng lâu rồi. Với lại lúc đó hai đứa nó cũng chỉ yêu nhau sơ sơ thôi, chưa có gì là quá giới hạn. Trong khi đó con và con Hương làm việc chung với nhau, lâu ngày nảy sinh tình cảm. Chuyện tình yêu mà đâu có ai điều khiển được. Mẹ nghĩ cả ngoại và thằng Nghĩa đều hiểu mà, phải không con? Dạ. Mẹ nghĩ con đừng có ngại. Mẹ Nga con nói đúng đó. Em chúc mừng anh hai nha. Mẹ nói đúng. Em và Hương, em và chị Hương chỉ là quá khứ thôi. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Ngoại à, 20 tháng này tụi con làm đám cưới. Con mong là ngoại và mẹ sẽ xuất hiện trong ngày vui của con. Con nói gì vậy? Tất nhiên là mẹ phải đến rồi. Đám cưới của con á, sao mà ngoại không đến dự được? Nghĩa, còn em thì sao? Em thực sự bây giờ không nghĩ tới chuyện cũ nữa. Nhưng mà em nghĩ sự có mặt của em sẽ không có hay lắm. Với lại thời điểm đó em bận nhiều việc của xưởng lắm. Vậy thôi con cứ lo công việc của con đi. Dạ. Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn em. Dạ con xin phép con về trước. Chạy xe cẩn thận nha con. Dạ ngoại yên tâm. Nghĩa nè, thật lòng mẹ cũng không ưa gì gia đình cái bà Mỹ đó. Nhưng mà sở dĩ mẹ không ngăn cản anh hai con, bởi vì dù sao nó cũng không phải là con ruột của mẹ. Cuộc hôn nhân này còn có ba ruột của thằng Nhân ủng hộ nữa. Mẹ cũng hiểu nỗi khó xử của con. Nhưng mà anh hai con đã lỡ yêu phải con Hương rồi. Lúc nãy mẹ định nói vậy để mọi người khỏi khó xử với nhau. Con đừng hờn trách về anh hai nghe. Tình cảm anh em vẫn là quan trọng nhất, phải không con? Dạ. Mẹ con nói phải đó Nghĩa. Thôi con đừng có nghĩ ngợi gì hết nữa nghe không? Dạ. Bà ngoại, mẹ, con đã nói con thật lòng chúc phúc cho anh hai và chị Hương mà. Chuyện ngày xưa con không còn nghĩ tới nữa rồi. Ngoại, con sẽ tranh thủ chạy đua với anh hai để tìm cho Út gì cho bà ngoại nha. Vậy nha, nhớ đua nha. Dạ. Biệt thự này anh đã nhờ thợ sửa lại một chút. Em có thích hay không? Dạ em thích lắm. Ban đầu em cứ tưởng mình sẽ về ở chung với ba. Em cũng biết anh Hải mà. Dù anh rất muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho ba, nhưng mà anh nghĩ mình ở riêng thì sẽ tốt hơn.
Chính vì vậy anh mới mua căn biệt thự này. Dạ. Anh đưa em lên tham quan căn biệt thự của tụi mình nghe. Dạ. Đi. Đẹp quá. Ngày mai là đám cưới của tụi mình rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm vì đã chấp nhận cưới anh. Anh biết là thiệt thòi cho em. Sao anh lại nói vậy? Em rất hạnh phúc mà, có thiệt thòi gì đâu. Anh có thể cảm nhận được mà. Vì chuẩn bị đám cưới, việc gì em cũng nghe theo anh hết. Bình thường các cặp đôi đám cưới có khi còn cãi nhau vì bất đồng quan điểm trong việc tổ chức. Anh đừng hiểu lầm, không phải em thờ ơ với đám cưới của tụi mình đâu, mà tại em đang quá áp lực với công việc của mình. Anh cũng biết, từ lúc em lên chức tới giờ em cũng hay mất ngủ mà. Anh có một tin vui muốn báo với em. Chuyện gì? Mẹ của em đã đồng ý, sau khi mình cưới nhau sẽ cho em nghỉ ở Đại Á, tiếp tục đam mê thiết kế thời trang của em. Thiệt vậy hả anh? Thiệt. Ủa mà sao mẹ lại đồng ý? Vì anh đã xin mẹ hãy để cho em vui vẻ sống với đam mê của em. Anh biết em rất áp lực và cũng không hề hứng thú gì với công việc ở Đại Á. Đồng thời anh cũng hứa với mẹ là sẽ cố gắng luôn phần của em, trở thành chủ tịch của Đại Á. Anh sẽ tiếp tục phát triển Đại Á ngày càng vững mạnh để cho con cháu đời sau của mình kế thừa. Từ nay em chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc, tự do làm điều mình muốn. Những gì còn lại cứ để anh gánh vác thay cho em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Giữa tụi mình không cần nói cảm ơn nữa, biết chưa? Mình từng muốn đám cưới gấp vì mình sợ sẽ hối hận, sẽ thay đổi quyết định này. Nhưng giờ mình nhận ra mình thật sự yêu anh Nhân rồi. Rồi từ từ cổ phần của Hương cũng sẽ thuộc về mình. Hương không cần phải áp lực, còn mình thì có đầy quyền lực, vẹn cả đôi đường.